ở Việt Nam ngành kỹ thuật hàng không thường bị hiểu lầm là một ngành công nghệ hẹp chuyên về sửa chữa máy bay. Thật ra thì ngành kỹ thuật hàng không là ngành rất là rộng. Công nghiệp hàng không đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Mà Việt Nam trong 20 năm qua tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không thuộc loại là 10 nước cao nhất trên thế giới. Và ngành kỹ thuật hàng không là một ngành mà thuộc loại là quan trọng, rất là thời thường. Hãng hàng không Văn Lang xin trân trọng thông báo, xin mời những hành khách đi thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VL029 đến cửa soát vé để làm thủ tục. Chuyến bay sẽ khởi hành sau ít phút nữa. Xin cảm ơn và chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Chương trình được thiết kế phải nói rằng rất là mềm dẻo về quản lý bảo dưỡng máy bay, hoặc là có thể lựa chọn thiên về kỹ thuật hàng không, tầm nhìn dài hạn về sau khi mà cần thiết thì có thể bổ sung những môn về hàng không không gian, chẳng hạn như cơ học bay không gian, động cơ rocket hay là khí tổng hợp, là động lực học khí loại, để áp dụng cho cái vùng mà ngoài bầu khí quyển liên quan đến hoạt động không gian. Với chương trình của Đại học Văn Lang về ngành kỹ thuật hàng không thì đã cho mình có thêm nhiều sự lựa chọn trong tương lai, và nó cho mình biết là mình sẽ định hướng theo nhóm ngành nào. Ứng dụng khoa học kỹ thuật hàng không là sự lựa chọn của mình bởi vì nó giúp mình sáng tạo tư duy để phát triển những mô hình máy bay và giúp mình có được sự tự tin và trung thực trong cái cách làm việc để đảm bảo được sự an toàn liên quan đến máy bay. Thì hướng đi mình ấn tượng nhất đó là quản lý bảo dưỡng hàng không. Tại vì theo mình tìm hiểu, hướng đi này đang khác nhân lực, nên là mình muốn tham gia trực tiếp vào bảo dưỡng những chiếc máy bay tại sân bay. Trường Đại học Văn Lang đầu tư rất đáng kể trong ngành kỹ thuật hàng không, là đã mua cả các tài liệu hiện đại rất là mới về kỹ thuật hàng không bằng tiếng Anh, và đầu tư lớn cho phòng thí nghiệm kỹ thuật hàng không, và các giảng viên kỹ thuật hàng không là thông thạo Anh ngữ. Cho nên chúng tôi chủ trương là vừa dạy bằng tiếng Anh vừa dạy bằng tiếng Việt trong các môn học đó, giúp cho sinh viên kỹ thuật hàng không làm quen với là Anh văn chuyên ngành kỹ thuật hàng không. Sau này ra trường làm việc nghiên cứu hay làm việc bảo dưỡng cũng không có bị bỡ ngỡ. Ngoài ra là sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các cái hội thảo chuyên môn về kỹ thuật hàng không và ngày hội hàng không. Aero đây, nhà trường còn có chủ trương thu hút sinh viên giỏi học kỹ thuật hàng không bằng chế độ học bổng. Với những cái điều trên thì tôi thấy là các sinh viên giỏi có thể là ghi danh học ở Đại học Văn Lang. Trước khi mình vào Văn Lang thì mình cảm thấy một chút lo lắng, vì lúc đầu mình cứ nghĩ là mình sẽ đi sai hướng, nhưng mà không, khi mà mình học sau một năm học thì mình thấy là khá là hài lòng. Trong một năm qua thì mình đã tham gia workshop của ngành, ngày hội hàng không, rồi lại có những chuyến đi tham quan các trường khác cùng giao lưu bạn bè cùng ngành. Nó giúp mình hiểu rõ thêm về ngành kỹ thuật hàng không. Ngành kỹ thuật hàng không đã tổ chức ra ngày hội Aero Day để giúp cho ngành của mình và các ngành khác hiểu rõ về ngành kỹ thuật hàng không. Và trong ngày hội này thì tụi mình cũng được tham gia các cuộc thi như là ném máy bay giấy và lắp ráp mô hình máy bay bằng xốp. Và tụi mình cũng được trải nghiệm máy bay không người lái. Những trải nghiệm như vậy nó mang đến cho mình một cảm giác hứng thú, mình muốn phấn đấu để cũng tạo ra được một máy bay không người lái như vậy. Thì lớp mình có một đặc thù là toàn là nam nên là dễ kết thân, vì thế là rất là dễ hợp tác đoàn kết giải những bài tập nhóm mà giảng viên đưa ra. Từ đó thì giúp mình được trao dồi thêm nhiều kiến thức, học hỏi thêm nhiều điều mới hơn trong lúc giải bài tập nhóm cùng nhau và cùng cả lớp tiến bộ trong học tập. Sau hai kỳ học ở Văn Lang thì điều khiến mình hài lòng nhất đó là việc tận tâm của thầy cô. Khi mình không hiểu một vấn đề nào đó thì thầy cô đã kiên nhẫn và lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của mình, và điều đó đã khiến mình có thêm động lực trong việc học ngành này. Why VLU? Vì Văn Lang có một môi trường học tập hiện đại và thầy cô hết lòng với sinh viên. Vì Văn Lang là nơi giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Các sinh viên nên chọn học kỹ thuật hàng không tại Văn Lang.
để có thể cất cánh trên các chuyến bay lên bầu trời và có sự mềm dẻo theo hướng bảo dưỡng hàng không hoặc khoa học kỹ thuật hàng không.